được ở đây bán được canh bún, mai mới bán được tiếng mì chay. Làm bán chai 4 ngày anh. Đây hấp dẫn quá. Nè, cái hủ tiếu ăn ở đây, cái mì kìa. Một tô ăn đây. Đẹp hả, thích của em hết bún. Ai nói ăn chay hấp dẫn. Có nấm mèo, có hủ, đậu hủ, có cải. Trước khi mà mọi người biết là ha, trước khi mà ở đầu Coleman review thì bây giờ Coleman thấy đây là các phần rất quan trọng. Đậu hũ. Rồi hai bên viên hoành thánh chay luôn. Đây có nấm. Nấm đây nấm mèo chắc. Bảo quản biết không? Dạ. Đây nấm rơm. Nếu không đúng thì mọi người sửa giùm Coleman nha. Coleman thích vậy đó. Mỗi lần Coleman nói sai cái mọi người sửa cho Coleman. Vậy là Coleman rất là vui. Thử chả lụa sao nha, chả lụa chay ăn sao. Rồi cũng vui vui. Và bây giờ là công thức của Coleman, bao giờ phải có miếng chanh. Rồi cái này thêm một ít nước tương. Ớt, cái này phải thêm ớt. Thử cái quả hành thánh này còn sao nha bà con. Có ngọt lắm. À, hủ tiếu mì. Cả giờ mình cứ tưởng hủ tiếu không à, hóa ra có mì nữa. Hấp mì đại pháp. Bữa là hôm qua là hấp bún đại pháp, đây là hấp mì đại pháp. Đang lên sáng nay thì tập tắm mà cũng bò mà đặt đi là tập tắm chắc lâu lắm rồi, nhớ là lần này tập tắm đúng rồi. Các bạn có đi đâu đó vào buổi sáng sớm ở tại khu vực mình đặt và đặt cũng là đường Phan Thiết thì hãy ghé vào cái quán, một cái quán là cuối đường này ở ngay cái ba luôn, hãy ngay ngã ba giao Phan Thiết và Phan Thiết Long nằm bên tay trái. Mọi người sẽ thấy ở trên nó có cái bàn rửa xe nữa, hãy có Coleman có chỉ rồi. Tên này hay hơn là bán bún riêu canh bún ngon không chưa biết, và người đến nữa còn đến ngày 1 và ngày 15 chắc chắn là bán bún riêu mì chay. Là mọi người thấy đó, hấp dẫn chứ đâu có phải thật đúng không? Chỉ hơn 20.000 đồng một tô thôi. Rồi mọi người ghé ủng hộ nhé. Bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn.